ok, và chúng ta bắt đầu từ ngay cái cầu Cam Mét nha anh chị ơi. Bên kia là những chung cư mới hiện đại, và bên đây là chung cư Vĩnh Hội đang xuống cấp trầm trọng. Và bây giờ chúng ta cùng đi một vòng phía dưới của chung cư Vĩnh Hội, rồi em sẽ lên phía trên sau nha. Và nếu anh chị muốn xem phía trên thì anh chị vào phần mô tả, phần comment của video. Dưới đó em sẽ để link phía trên của chung cư Vĩnh Hội, mời anh chị vào xem nha. Và chung cư Vĩnh Hội thì có diện tích là 4m rưỡi nhân 7m rưỡi anh chị ạ. Đứng phía dưới nhìn lên mình thấy thì nó cũ, rất là cũ luôn rồi. Ok, đi theo hướng này thì chúng ta ra được đường Bến Văn Đồn nha. Đây là chung cư mới ở con đường Bến Văn Đồn. Đây là con đường Nguyễn Hữu Hào anh chị ơi. Đây là dưới tầng trệt của chung cư nha. Ok, chúng ta cùng đi vào để đi tiếp những cái phần còn lại đây. Thank you.
bên kia là chung cư, còn phía dưới đây chính là cư xá anh chị. Đây là cư xá ha, cư xá Vĩnh Hội. Đây là con đường Vĩnh, à đây là con đường Hòn Diệu anh chị ơi. Đây là cư xá Vĩnh Hội. Đây là chung cư Vĩnh Hội nha. Người ta cắn luôn ta. Chung cư Vĩnh Hội nha anh chị. Ok, chúng ta cùng đi một vòng khám phá những cái chung cư xưa cũ của Sài Gòn. Chung cư Vĩnh Hội phường 4, à phường 7. Phường 7 quận 4. Phường 6 quận 4 anh chị. Đây là một cái chợ ha. Ok, chúng ta cùng đi một vòng tiếp đi. Trời nắng ghê anh chị. Đứng đây mình nhìn xuống mình hai con mắt mình còn nheo nheo lại luôn. Thank you.
cái trụ đây nó bị mục nát hết luôn rồi. Mình đang có mặt ở lầu 2. Và tổng cộng chung cư này có một trệt 3 lầu anh chị. Chung cư Vĩnh Hội. Ok, mình cũng đi một vòng đi. Có mấy cái trụ này thì nó hơi mỏng và hơi mục xíu anh chị, mấy cái trụ này hơi mục ha, người ta đã làm sắt để mà chắn ngang. Ở ngoài kia là cây cầu Cam Mét, cầu Cam Mét anh chị ơi. Ok, bây giờ mình cùng đi ra phía đó ha. Ồ, phía đó ra không được rồi, bởi vì có một cái lan can chắn lại. Ủa, cái khoảng trống nó rộng quá anh chị ơi, khoảng trống nó rất là rộng luôn. Đứng đây nhìn về phía bên kia. Chút nữa đây họ dọn cái chợ đi là mình thấy rất là trống trải luôn. Chiều tối á, cái chợ này dọn đi là thấy rất là thoáng chị ha. Ok, chúng ta cùng lên lầu trên đi. Chào Ronaldo. Chào Ronaldo. Ừ. Không ơi, chú đi chưa, đi vào mát xíu. Chú đang đi tham quan xíu nè.
Đường ống nước mà anh chị. Đường ống nước quá trời luôn. Ôi trời, mỗi khi ống nước nó hư sửa cũng đuối ha. Rối lắm chị. Một khi ống nước nó mà hư chắc mình cũng rối luôn ha. Đây là phía sau, đây là phía sau của mỗi của những lóc cái chung cư. Ra hướng nào con? Giờ chú muốn ra hướng kia đi hướng nào ra? Chú muốn qua kia đi hướng nào? Chú muốn qua cái cầu thang bên kia đi hướng nào? À, muốn đi ra hướng đó đi đâu? Đi hướng nào qua? Ờ, đi đâu? Ờ, rồi cảm ơn con nha. Rồi ok, ok. Ồ, mấy cái trụ chính đó chị, mấy cái trụ chính thì nó còn ok. Còn những cái trụ mà nhỏ nhỏ thế này á, thì nó bị mục thôi anh chị. Đó, những cái trụ chính. Hai bên kia là những căn hộ chung cư mới. Bên đây mình thấy lâu rồi không có người ở sao á. Là cầu Cam Mét nha anh chị ơi. Những căn hộ ở đây thì có căn thì không có người ở nữa. Trên đây còn lầu không ta? Hết rồi. Boom.
Ôi cha, đường dây điện. Đường dây điện và đường nước phức tạp quá. Nhất là những đường ống nước đó anh chị. Nó dài lằng quằng. Rồi nước nó chảy xuống có những cây dương xỉ nó mọc lên luôn. Ở đây mỗi khi hư đường ống nước cũng rất là cực ha. Leo trèo rất là cực luôn nè. Dưới kia rác quá trời rác luôn. Em thì em sợ độ cao, đứng đây em không em thấy ngán luôn rồi. Đứng này thấy ngán luôn anh chị, nhìn xuống nó thấy ngán luôn, ớn luôn. Ở đây có một cái trụ, trụ này giống như là trụ ống khói. Mình đang ở lầu 3. Một trệt ba lầu anh chị. Thôi được rồi, bây giờ mình đi xuống anh chị ơi. Ở đây thì mọi người nhìn qua nhìn lại cũng ớn quá, sợ người ta gọi ban quản lý tới rồi xóa video thì cũng mất công quay. Có bác gái đây mình tới mình hỏi coi sao. Rồi bác. Bác cái chung cư này có lâu chưa bác? Có trước năm 68 không? Trước năm 68 không? Dạ hả? Bác chạy chạy về đây. À dạ, 68 ở đây có rồi hả? À chưa có điện hả? Dạ dạ. Mấy người mà cháy nhà không ổn à. Thế chú ngồi đây xíu được không con? Chú ngồi đây xíu nha cho con. Mà à con đi con quay những cái video cũ xưa cũ ở Sài Gòn á. Có nhiều người họ thích coi những video mà những cái hình ảnh xưa của Sài Gòn nè. À. Quay có phải cả tháng trời xin phép. À. Quay dữ dội lắm, chúng tôi này quay rất là nhiều. Dạ dạ. Mà giờ thì thấy mới rồi. Giờ cũng có quay mà quay nhấp nhấp chừng một buổi giờ. À lúc trước thì mấy ngày, có từng, có tháng luôn. Lúc trước thì con hay con ở chung cư cô Bắc cô Giang á. À bên đó. Nhưng mà lúc trước uổng quá con không kịp ghi hình ảnh nào ở đó cả, bây giờ nó giải tỏa mất tiêu à. Cô Bắc cô Giang cái chung cư đó nó bự lớn. Ở đây cũng dễ tỏ đi đó, nhưng mà tiền bạc của người ta không nói tới. À người ta đâu có đi, nó là cho tạm thời như di dời đến nhà cấp trưởng mình đi. Giờ ra ngoài mua căn hộ thế này cũng phải 2 triệu mấy 3 tỷ. Giờ là giờ thuộc về nhà ta rồi, anh ta làm biết rồi xong hết rồi. Dạ. Nhà nào cũng có nhu cầu rồi. Dạ. Ở được cái nó cũng đó, cô về đây đó ha. Dạ. Là năm 70. 70. Đức nhà tất nhiên là cô cháy nhà không. Cô cháy chung cư Nguyễn Thiện Thực bây giờ đó. À dạ. Đó cô bắt được một căn nhà đó nhớ chung là cũng bán luôn rồi. Mà hồi đó căn nó có mua nhiêu tiền? Không biết bà già làm.
À bà già làm hả? À. cũng rẻ thôi, tự vì chủ nhà bác Thanh bên đó À. chạy nhập vô bên đây, À. ông dân biểu Nguyễn Trọng Nho hồi xưa đó, Dạ. ông mới đưa dân kiệm đi tạm thời ở đây đi tới ngày ấy đi học À đi này học. kia nọ, rồi chủ nhà mới bác Thanh, bác Thanh bên đó còn dư một số căn hộ để giải quyết cho mấy người mượn nhà, À. số ở số tự đi. Hồi đất đai chắc rẻ quá à. Hồi đó nó có vượt xa tài chính của mình không? Hồi đó giá căn hộ nó có vượt xa tài chính của cô không? À đó cha mẹ để lại. Dạ. À. Nguyễn thì à, hồi đó có bán căn đó bao nhiêu cô? Hồi năm bao nhiêu? Hồi À. đó bà già bán rồi, ông già làm cho bà già chết chết xong rồi giờ cái bà cũng bán luôn, À. cô không biết bao nhiêu Mà ở đây nó cũng thoáng như bên đó cô ha, hả. cũng thoáng như nhau ha. Khác à, nó thoáng khác, ông đó là tủ để hàng nó cất đó, gạch mà gạch tường gì nó xây À. bằng xi măng không, gạch mà giờ lại dán tường nó dày hay gì đây, gạch ống đúng không, À gạch ống nhưng mà hả? không có, bên đó không có gạch ống, Ừ. gạch xi măng không, người ta làm hết cũng chất lượng, bây giờ À. đây cũng chất lượng nhưng mà cái chung cư mới bây giờ làm mãi lắm. Ừ. Đây giờ cũng mấy chủ đầu tư rồi đó mà cũng nhiều Họ đền bù không thỏa đáng cho mình nữa. không có nói tiếng đền bù gì hết trơn á, nhà cửa là xong xuôi hết trơn, giấy tờ hẳn hồi đàng hoàng hết, À. nhưng mà nó là tạm thời cho đi giờ đi tập sửa chữa lại, À. chứ người ta không nói giá nhà là bao nhiêu, không ai mà để ý. Thấy nó cũ quá, sửa khó à. Chắc rồi cô. Thấy mấy trụ chính nó vẫn còn nguyên luôn á. Chưa có điện cho nước luôn. Đi cầu có thể nước đó thì ở dưới cái giếng thì giống như cái giếng bãi À. xe dưới À. ở dưới hồi xưa là nước ở đây kéo lên chứ nước đâu có lên đâu. Bây giờ cái hồ cao cao giữa nước chấm Ủa mấy cái hồ nước đó hả? ừ, hôm nay là chủ coi nước ở đây dân ở À. coi nước ở đây hỏi miếng nhà Sắp tới giả sử này, giả sử nào giải tỏa đi thì hình ảnh này nó cũng quý lắm á chứ, muốn xem lại không ra ta luôn. quay người ta chụp hình biết bao nhiêu mà Đúng nói, rồi, nó quý lắm, hình là tư liệu này quý lắm, mai mốt là tìm về những cái chung cư cũ này khó không lắm. nhưng mà chụp hình ở trên đây chụp xuống nhìn xuống đẹp lắm, Dạ. thấy nó dù ngon mà nhưng mà đẹp, Dạ. có hổm người ta chụp á, người ta đem lại cho tụi con nó chụp, có cô buôn bán ở cà phê ở đây Dạ. hôm nay là cô nghỉ rồi rồi ta đem đưa cho cô. Ủa bây giờ là một nhà là có một nhà vệ sinh, nước thì dùng chung nước. Nước thì hôm nay nè Dạ. 18.000 một khối, 18.000 khối. ai muốn xài nước rồi là còn ai muốn xài nước đó thì còn được, cách đây cũng mấy năm rồi À. nước ở trên đây thì nó không có Dạ. Tính ra cũng nhiều hồ đó chứ, nó chạy ra phía sau kia nữa mà. 200 mấy chục hộ, hộ với chung cư này không hả? À, 200 mấy chục hộ. Mà tính luôn hết luôn á, gọi trên đây nước nó xài là đi cũng có Dạ. hổm gài cũng ba mấy tháng nay cũng có người hỏi lắm rồi, À. hỏi thăm này kia Dạ. nọ, chứ trời mưa nó rớt qua cái xà phòng nó đổ nước, đổ nước.
gà. Nứt gà, dạ dạ con thấy. Đó. Dạ. Ừ. À, xíu quan Mỹ hả? À. Cô cũng nghe nấu thôi chứ có gì không có biết tới. Xưa lúc mà dưỡng già ở đây mà nó thăm về Nguyễn Thiện Thực bây giờ đó cháy à. Xong rồi giờ thật là mấy người đó mua dưỡng già mua họ trên này dẫn trong quán này ừ. Nhưng mà vô xin dưỡng ba mà chưa chắc được trên đây dẫn tay không ạ? Dạ gì đi đâu nữa. Ở đây trẻ con đi lui tới an toàn nha. Ở đây trẻ con đi lui tới an cũng an toàn nha. Mà nó té sao được ta, nó làm trắng chắc chắn rồi mà. À nó rỉ hả? Có mấy cây bị rỉ hả? Bên ơi thôi cảm ơn cô nha con. Dạ, xuống dạ. Dưới dạ.